Xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Sáng Tạo Vlog nha. Thì ngoài những đam mê chế cháo anh em ạ, cơ khí điện tử các thứ này, mình cũng ham cái món đồng quê dân dã này đấy anh em ạ. Thì hôm nọ có lên Shopee tìm được những cái gọi là bát quái này, đây kiểu như thế này. Đấy, đang nghịch nghịch hôm nào rủ ông Trường đi suối hay thế nào đặt thử xem kiếm lấy ít ít cá tôm tép anh em ạ, sống qua ngày. Thì mình có mua được cái chắn này. Cái này là cái chắn sông ăn phải. Chắn mương, chắn suối. Đấy, Trường ơi, này, Trường ơi, thử cái này đi. Còn những cái này là những cái lồng đặt để cá nó tự chui vào này, như gọi là bắt quái hay là bẫy biết cái gì đó, không phải bẫy. Rồi, tập trung hôm nay mình sẽ nghịch cái này nhá. Hôm nào cái này mình sẽ đem đi suối sau. Cái này là cái chắn mương suối này, mình mua có 92.000 thôi. Đấy, như thế này. Cái đầu nó chưa nhỉ? Đấy, đúng rồi. Đây anh em ạ. Mình sẽ đóng cọc, cắm cái này xuống dưới suối này. Dưới mương. Cái này là cái lồng của nó ở sau cái đựng cá này. Đây, quay dòng này nhá. Trường giữ để mình quay, cầm máy quay nhá. Đây các bạn, cái này của nó là cao 1 mét. Mình mua cái bản cao 1 mét tại vì mình dùng mương suối nhỏ nhỏ này. Sau đó ta sẽ đi lùa cá, nó chui vào trong cái túi này. Đấy, nó chui vào, đúng rồi, vào trong lỗ đấy. Ở đây, đấy, bắt cá chỗ này. Hay thế, mua có 92.000 nhá. Đấy, rồi. Bây giờ Shopee người ta làm là nhiều cái này dụng cụ đánh bắt cá, cái này cũng hay. Cái đấy là cái lồng bắt quái kiểu gặp như thế, kéo cái xét vào. Đây. Đấy đúng rồi. Cái này là để bẫy thôi, mình cho mồi vào trong này. Gọi là đúng rồi đấy. Nó chui vào đây luôn. Nó chui đây, nó bắt vào đây trong đây này. Mình mua đúng mồi nha mọi người, không biết cái này ăn thua không. Mình nghĩ chắc chả ăn thua đâu. Chắc vẫn cứ mồi cám huyền thoại các thứ gì đấy đâu. Rồi. Bây giờ sẽ rủ vợ con mình nha. Mấy vợ ông Trường. Có ông Mót Minh nữa, ông Mót Minh Đà Nẵng ấy đang chuẩn bị ra chơi. Để mấy anh em đi luôn. Rồi anh em ạ, bọn mình chuẩn bị xong đồ. Đây, ông Minh Mót Minh TV. Ông vừa ra, chào anh em cái ông Minh. Chào em nha. Hồi nãy ông Minh ông Trường vừa đi thăm được anh em ạ. Có một đoạn mà nhiều cá lắm đúng không? Chạy mầm à, vô phi đúng không? Vô phi, nó bằng tay này nhìn rõ mấy cái loại tầm to tầm này mấy bằng tay. À, ở cả đàn luôn. Ở ruộng mới đa số đấy nhỉ. Bọn mình sẽ cầm cái quạt tích điện hôm nọ mình vừa chế này, thêm một cái quạt để quạt. Mấy cái này xô nước cam, bà Đan bà vừa pha mở cho anh em nghe chưa? Đấy. Ui giời. Tha hồ sống đến chiều luôn rồi. Đây mấy cái xô để bắt này. Đây là cái này là cái đăng, mình vừa xem lại anh em ạ, cái đăng chặn sông cống như thế. Đây thêm cái bánh này. Đây những máy móc để mình quay thì mình sẽ đem mở cho trường. Còn Mavic 3 tay smart đây này, con GoPro 10 Black, mấy con DJI Osmo Action 3 này. Đấy, thêm bộ DJI mic. Rồi, đây là pin của DJI Osmo Action 3. Rồi, đóng hộp vào cho nhá. Đấy. Đang nắng quá anh em ạ. Đây, nắng trăng trang à. Đây bà vợ mình ấy, à, vợ ông Trường. Đi trước đi nhá. Đi. Ờ, kéo cửa luôn, ok. Ờ, lên đường nhá. Đi bằng con xe ba bánh chế bằng Charlie anh em ạ. Lần trước mình có làm video rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ làm tài xế nhá. Chở ông Trường, mấy ông Minh để chạy cho. Trường cầm máy nhá. Tới bãi rồi anh em ạ. Đây là vườn bưởi của nhà dì ông Trường. Đấy, bọn mình sẽ lấy đồ. Cái mương ở đằng dưới ruộng kia anh em kìa. Đây. Đấy, ở bên cái ven kia có một cái mương nước. Bọn mình sẽ đi qua đấy xem nào. Bây giờ sẽ bay đoạn flycam cho anh em nhìn cái đoạn này cho đẹp nhá. Tới nơi rồi anh em ạ. Bà Hằng và ông Trường ôm được cái quạt tích điện mát nhỉ. Đây nha này, bọn mình sẽ chắn ở chỗ này đi. Sau đó lên trên kia, lùa xuống. Cái đoạn mương này được cái chỗ chẽ ba. Đây một hướng chảy trong này, một hướng trong kia. Có lẽ đắp ở dưới này này. Đấy. Đây này Minh nhỉ, lấy đá Minh nhỉ, nhét xuống dưới bùn đấy Minh nhỉ. Đúng rồi. Ngồi chỗ Trường này hỏi nhiều lắm này Trường ơi. Ông Minh bán hàng bom không đủ ăn à, sao mà đi ra đây bắt cá đi. À đi mò được lắm đá cái đâu phết chứ. Đủ dần ha. Chắc đủ đấy. Chứ chỗ này là mình chỗ này hơi mấy. Cứ để chỗ này. Chỗ này mắc nhiều rác quá cho anh em ạ.
cái mương này lắm rác quá. Để mở cái ra tí đã. Đang đây cầm máy để trồng bổ nó ra một tí đã. Đấy. Sắp xong rồi anh em ạ. Bổ được chưa đã? À vẫn đang mở cho chảy đúng không? Ừ. Ngon lành rồi anh em ạ. Bây giờ sẽ đi dọn hết cái rác này, chắn lại cái dưới nền này. À dưới cái đáy. Kín hết cho mình. À cũng ngon phết đúng không? Kín rồi, kín rồi. Đây đây. Mình cứ để mấy cái đá thì chèn vào đây. Đấy. Cá chạy lạc khỏi đấy, buộc chưa đan, buộc lại chưa? Ngồi đúng không? Tí cho vợ đứng chỉ với thầu với cái đấy nhá. Bên này ngon hết rồi đúng không? Rồi, lấy kia đồ thôi. Bây giờ hàng mới đan có gì đứng ở chỗ này nhá. Để căn đứng cho con nào nó vào. Cái cây vừa nãy đâu nhỉ? Cái to này. Đấy đứng ở đấy canh như thế nhá, đừng cho con nào nó chạy ra. Con nào chạy cứ đuổi cho chạy như kia nhá. Đi. Ui, đâu lúc sáng trường mấy mình đi tâm là nó được đoạn nào không chưa? À, đang chạy đi chút. Ui, nắng quá anh ạ. Không nào đội mũ luôn, cầm mũ để hết đống kia rồi. Ô kia kia, thấy chút. Nó chạy, ui kia kia. Mình đứng đây, để mình canh xem được con nào xuống đoạn này không. Quay. Ê, lúc sáng ông mình trường thấy chạy đoạn này nhiều lắm này anh em ạ. Được. Đấy, ừ, chạy thế rồi. Đây gì? Ôi cần cấn này. Cái cần cấn mới chắp ngon đây luôn. Chắp ngon cái này mà táp thôi ngon hơn này. Nó vẫn nhiều lắm nhưng mà nó không chịu ra. Hai đội kia đi đuổi một vòng anh em ạ. Mình đi vòng sau đuổi lại xem nào. Ui đây anh em này. Ủa nước sâu lắm luôn ạ. Đến đầu gối luôn. Ủa sâu ạ. Ơi. Ông Trường bảo vừa lùa được 2-3 con gì đó. Không biết con nào chưa. Có con nào không Trường? Sau 10 phút đội ấy đuổi anh em ạ. Mệt hết rồi. Không được con nào chưa. Để mình ướt hết người mình ui ướt đẽo luôn. Ui mồ hôi mình này. Đây xem thử. Ui mồ hôi. Để xuống thì như thăm hình như kéo được mấy con cá bé tí hay con tép tôm gì không. Nào để thử nó xuống nào. Rồi đấy nhá. Rồi bây giờ anh em mình xuống thử mình cho Trường. À Trường đủ một cái nữa đi Trường. Đấy lùa thử cái nhá. Nước đục quá anh em ạ. Cái lúc bọn mình chưa lội xuống thì nó còn trong. Cái lúc đầu nó bị ruồng mất ở dưới kia mất. Được chưa? Trường kiểm tra là chuẩn lộ cho con kia thử. Hên thì được con tôm con tép gì sống qua ngày. Đấy đấy luôn. Rác nhiều lắm Trường ơi. Để rác thôi. Có gì không? Chả có con gì trắng ấy. Tép cân cấn này. À. Ôi dồi ôi, được mấy con đồng đồng cân cấn. Ốc bươu vàng nữa sao? Ốc bươu vàng. Ôi chưa có gì đâu Trường ơi. Chưa có gì luôn. Tàn mấy con bé tí bằng ngón tay. Tàn tôm nhóc, cả tôm này. Con tôm đấy anh em này. Đây. Đây. Đúng rồi, cầm lên nó chưa? Đấy. Có. Này đi chắn rác chứ đi chắn cá gì. Nào. À, được ốc bươu vàng hay là cái vỏ ấy. Ôi giời ơi. Đây à, cái con gì đó? Con tép đây. Này. Rồi. Chẳng biết ăn tôm nha chứ. Không biết luôn, đang nhìn thử nào đã. Chỗ này này, cái chỗ này là cái đoạn lõng nó đang ở đây là giữa này. Thật hay nó chù trong cái trong kia có cái rãnh đấy hả chưa? Thử thử nó trên này phát cho nào Trường. Nhổ dễ mà. Đang nhổ đi ra. Thì mình cũng quay. Cái đấy nào mình đóng vào đấy chứ. Thất bại rồi anh em ạ. Bọn mình thất bại rồi mọi người ạ. Bây giờ để Trường nhổ. Đổi lên trên chỗ khác thử xem nào. Chỗ này nó ngã ba ngã tư mất. Chả được con gì luôn. Đang khép được con gì không đang. Ủa nguyên giác. Cái đấy chắn rác chứ đi chắn cá gì. Ủa mình ướt hết áo rồi mình rồi. Này có người yêu xem sót ruột mất. Đây đứng con này luôn. Đẹp đấy. Đẹp thì đẹp nhưng mà không biết có cá không thôi chứ. Cứ đẹp đã. Thật cái đi mò mấy con phi kiếm ăn còn ngon hơn. Đấy mở cho mình mở cái ấy ra. Ủa mắc hết luôn. Ui anh em này nhìn ra cái. Ui xù. Thôi ông ơi đi đâu ra mà mò. Nó có hang đấy à? Có hang chú. Ui ôi. Ui ôi. Ôi hàng sâu lắm cái hàng đá sâu lắm, ui chạy vào trong này rồi. Nhìn cháy nắng hở như mặt Trường. Thôi ông ơi.
Ê, lại ghẻ lở ra cho. Ui, hàng xem chồng cái bò kìa. Ui. Cua đi mấy tí đấy. Ôi. À, ôi giời. Vãi. Mò được con rộn bể. Thôi thả đi rồi. Ôi, cái mò này hay hơn đấy nhá. Nếu mà mò được cá thì ngon. Ui, rác nhiều. Cua này làm gì? Cháu giống cua bé nãy thế. À, con này con khác. Ôi, có đi mò cua về làm bữa canh cua lại ngon đấy. Bọn mình thất bại rồi mọi người ạ. Không được con nào luôn. Ôi nhồi. Thế là mua cái chắn này ra quảng cáo bắt cá nhiều đó. Chắc mình cho là mình. Mình nghĩ là được nó không à? Chạy vào thôi. Ừ. Nó nhìn thấy cái xanh xanh kia nó sợ kìa, nó không vào. Thế. Ôi trời, ông chuồng trước bà Hằng ở đan, bà Hằng vừa đón trẻ con rồi xong, mệt lắm rồi. May đem được mấy quạt, có cái quạt để sống này. Thế chứ. Ngon ăn không mình? Không ngon ăn rồi. Cần nhà thật. Nhà hít kiểu họ không sướng rồi. Không ăn. Được cái quạt này quát này. Ui. Càng thế chứ. Bây giờ tí đuổi cuối không được nào thì chắc giải tán thôi. Thôi đi về ra chợ bắt. Ra chợ chắn là dễ nhất thôi. Ê, quá tam ba bận anh em nhá. Lần này lần cuối không được con nào thì đi về. Giải tán luôn đi. Chú này khi không được nhiều cá. Ui, con này rộng lắm trường này. Lúc sáng xuống đây nào. Này tầm quá chưa xuống rồi. Cái gì? Rộng phết. Ui da. Đây này, chỗ này rộng này cơ mà. Có chỗ kia trồng sắn hay trồng nhiều rộng. Ồ. Con này có cá không ta? Cứ đi thử đi xem. Có nhưng mà cũng mình phải lùa xem cho nó vào được á. Thế. Đội mình lội trên kia đục hết chỗ này rồi. Ồ, mình này mặc quần mình quần đùi này thì thôi rồi, về tha hồ ngứa mình ạ. Ui, mình quần dài còn đỡ anh em ạ. Ông trường với mình này thì thôi rồi luôn. Còn đùi áo cộc chứ. Ui, tối nay về thì thôi tha hồ ngứa. Ui da. Rồi. Đấy, bây giờ đắp cái chỗ này đi. Khoan chỗ này nhiều đấy trường ạ. Con đi bộ trên đuổi. Đục quá nhỉ. Đấy, thì lấy cây đấy mà đuổi. Đoạn này đi. Đoạn này đi thôi còn gì nữa. Rồi, phát này phát hy vọng cuối cùng này. Chính nước đục này nó mới dễ lao vào cái của mình ấy. Đấy đúng rồi, trường bố trí. Ấy cái rác kia, bỏ bớt cái rác cho nó chảy trôi ấy chứ. Chui được qua, à lỡ ấy nữa. Bây giờ phải chẹo cái đấy vào đã, đúng rồi. Chẹo vẫn kéo. Set up xong phát cuối rồi nha. Cái này có tam ba bận nhá. Đấy. Bây giờ ông Trường với ông Minh sẽ đi lại tận cái chỗ mà lúc nãy bọn mình chắn hai lần đấy. Bây giờ hai ông lùa khắp xuống cái này đi. Bây giờ được nào được. Phát này không được là cũng giải tán anh em ạ. Hên chui nhất phát này đây này. Mình sẽ ngồi đây để canh. Ngồi đợi nhá. Phải cầm cây chuồng nó đập úm úp úp á. Cho cá nó hoảng loạn lên. Nó bấn loạn lên, nó lao lung tung đen. Ừ, đứng đây đứng đợi thôi. Đây, có cái cầu này bên cái tay vào trong kia. Mọi cây đập à? Cây của ai làm gì ạ? Cây của người ta trường ạ? Để cho người ta trường. Lên cái tìm cái cây to mà đập chúng nhá. Đập mình uỳnh mà chưa nào. Rồi, mình ngồi mình đợi đội cây đi lùa cá anh em ạ. Ui dồi. Thế ông Minh sáng quay cá chạy âm luôn mà. Chúng này lùa xa xa vào chúng nha, mất công một lần cuối chưa nhá. Đi. Đi lên hẳn qua các đoạn chúng này mình lùa nó đi. Đập sâu sâu vào mạnh vào cho nó chạy làm ầm như thế nào nhá. Mà bây giờ đi động viên ông Trường nhưng mà cho ông đấy lùa cá mạnh mà. Mình ngồi này mình đợi. Chỗ này mà được con nào chắc cũng biết luôn anh em nhỉ. Đây. Đó, con nào chắc sẽ bơi vào cái khu này. Ở đây mà có con nào thì nhìn cũng biết ngay. Mình đang zoom máy lên. Ui dồi, trời ơi, thấy toàn rác à. Sau 15 phút anh em ạ. Hai sếp đi lùa về đây thì sao ạ. Mình thấy đang bị uỳnh ở đây rồi. Ui, đang vụt kinh lắm. Ui dồi. Ui xô.
Này không được con nào thì chắc nghỉ chơi chưa? Trên trên đây luôn. Thế á? Chỗ đấy vẫn đầy, nó toàn con to vẫn chạy trên đấy luôn. Chạy đi chạy lại đi à? Nó quay đi quay lại à? Hay là thế nào? Ờ, nó cứ ở đấy lại chạy lên thôi, cúi ở trong này chạy. Ồ, thế? Ui dù, ui dù. Ui dù, trời ơi, hết máy luôn rồi. Ui, lùi rác xuống ghê thế. Nó chọc vào đúng vào miệng đấy đúng rồi. Ui dù. Mà phát không được, hay nghỉ chơi. Ui chuồng ở ngay cái chỗ mà mình đắp kia kìa. Cái chỗ mà ngay cái chỗ sẽ bảo mày không. Ui cá mù mù luôn. Thế mà ảo chứ. Thế khoa nhỉ. Có khi nào mình lùa cho nó quay lại không? Nó bị nó ấy, nó đầy lại quay lại chết rồi. Thế thì con chua rồi. Hai ông phải đi chung nhau, mỗi ông một bên nữa thì mới đúng. Tại cái này cái nhỏ quá, đi chung là à, đây đúng rồi. Thôi phát này không được, có thể nghỉ. Có khi nữa, à có khi mình đuổi cái nó cũng vào hang nữa trời nhỉ. Ừ, vào trong bên nữa. Có khi nó nóng, mình đuổi nó trong hang. Hình như không biết con nào luôn trời ạ. Đập nó trên, đập hai bên cho chắn vào trên được. Có khi nó quay lại lên. Không thấy con gì luôn á. Không có động tĩnh gì. Không. Bây giờ mày phải chung vào kia, chung từ kia trường kia. Nấc nâng ở kia lên cho nó chuồn chuồn xuống. Đấy đúng rồi. Đấy thế. Toàn rác chắc. Ôi, không được con gì. Đâu. Ôi giời ơi, hai con thế thì làm gì? Đâu lôi lên là chưa? Đây. À ui giời ơi, đây lần này lâu lâu được mấy con tép mương gì này. Thế này chưa? Ô con gì như kiểu con bể à? Ôi lần này thất bại thật anh em ạ, giải tán đi về thôi. Lúc đi thì hối hả anh em ạ, về tả tơi hết rồi. Dọn đồ thôi. Mình ấy và đang chuẩn bị về ra chợ kiếm ít cá, hôm nay phải ăn bằng cá bằng được. Ui. Và đang mệt quá này, chạy lên trước anh em ạ. Mình đang xách cái túi cái đồ điện máy bay cái thứ này. Ui vợ chồng hàng trường này ông Minh. Ui mệt thất bại nhau ạ. Mình thất bại rồi mọi người ạ. Ê về để mình bà đan đi ra chợ, còn mỗi xuồng nước để cứu sống. Không được cái gì luôn mà. Đây về thôi. Cháu về đây. Vlog thất bại đầu tiên. Ui nó, chỗ này nó không chạy xuống á. Đúng rồi, rất nhiều chạy. Nhưng nó không chạy xuống luôn. Nó cứ kiểu là lang thang ở trong ven, xong rút vào ven nó quay ngược lại. Sau lại quay ngược lại luôn. Rồi sau tất cả lại về chợ anh em ạ. Đời. Cái này là có ếch à cô? Có trong này còn cá, có cá chẹt gì không cô? À bên này, ở à, đây ạ. Đây rồi. Cho cháu một cân này đi. Cái này ngon. Ấy. Rồi sau tất cả lại về chợ thôi. Cái chế không cá lóc cô nhỉ? Cái quả. Cái quả ở đây. Úi giời đầy đây chưa anh em? Chỗ đây là 9 lạng đấy ạ. 9 lạng là 101 ạ. À thế là cá này bây giờ là cũng rẻ chứ nhỉ? Là 130 con. À người ta ăn mất 1 2 phút. Đấy lấy thêm cái chỗ đấy luôn. Ô, cái khúc này to hơn lần này. À khúc kia rồi. Dạ vâng. Vâng. Lấy cho đấy luôn chị. 104. Vâng. Ê, mới cá bống này anh em ạ. Đấy, cái này về kho tương ngon lắm này. Lấy tôm nhỏ nhỏ ra luôn, lấy ra. Hai này đúng rồi. Đây, cô cháu, cá giết cái này mổ rồi cô. Đây, cô tất cả. Cái này bao nhiêu cân này cô? Lấy chưa mổ hay lấy mổ rồi? Có thích lấy cái nào? Lấy cái mổ rồi chứ. Cái này bao nhiêu cân này cô? 50.000. À, rẻ nhỉ. Chỉ có chợ là chân ái thôi anh em ạ. Đây, mình có mua chỗ này là rau sắn này, rau sắn măng đặc sản Phú Thọ này. Rau sắn măng chua đấy. Đậu. Cái này là cá bống, tí mình sẽ mở ra. Tôm này ít về da ngon này, tôm nhỏ này. Trong này có cá giếc đồng. Cá chạch. Cá chấm đúng không nhỉ? Chấm luôn. Hai ba khúc, hai loại luôn anh em ạ. Rồi mình sẽ về nhà đã nhá. Cho nó mở ra. Đây anh em ạ. Lưới chắn răng giặt giếc như ai luôn. Đây, mình vừa ra chợ chắn được cái này, cho lúc ông trời mình vừa tắm. Thử à vẫn nổ. À vẫn chưa được gì.
Ông Minh ông đang bảo là để thử cái pháo hoa sau hơn 8 tháng nó còn chạy không. À vẫn chạy luôn anh em ạ. Bắn pháo hoa ăn Tết luôn. Áo gì? Chưa cháy, chưa cháy. Nổ. Ý. Ôi Minh ơi tắt đi Minh ơi, dân làng tu đến xem bắn pháo hoa bây giờ. từ từ Minh ơi, đánh ra ngoài một tí đó nhá. Thế nào? Chưa cháy cái nào luôn anh em, vẫn còn ngon luôn nhá. Áo gì? Hôm nay là qua trung thu rồi, là hơn 8 tháng rưỡi rồi đấy. Ờ, được rồi Minh ạ. Đấy, cái này là cái giếc đấy, bà mổ sẵn ra rồi. Đấy. Rửa sạch lại là được. Đúng rồi, cái này tí để chiên là ngon. Chiên xù, chiên giòn đắn nhá. Rồi, đây là cái chạch anh em này. Cái chạch này tí ông Trường cho tí muối mà. Cho muối rồi à? Ừ. À, đúng rồi. Đấy, cái đấy có mua hai, đúng rồi, cái quả là tí để kho nhá. Tí để kho tộ. Cái này tí mổ từng con cho anh em ạ. Mình sẽ để chiên uống bia. Rồi đãi ông Minh món cá đồng vừa đi ra chợ chắn xong. Cá đồng chắn chợ. Đấy, cái đấy mua của hai bà, có một bà nữa trường ở đâu ấy. Đây nó trường có một chút hai khúc nữa đâu ấy. Đây trường ở đây. Các bà kia mua cho một bà kia bảo mua cho cô. Thì để cho hai khúc nấu canh sắn, rau sắn Phú Thọ cho Minh ăn thử nhá. Đây trường này. Thử đây trường này. Đấy. Cái này là rau sắn muối chua Phú Thọ mang lên cái đệm gỗ đây trường này. Không biết rau sắn à? Chưa ăn bao giờ? Mình... Không, rau sắn ấy, ngọn rau sắn, xong rồi để ngâm. Đấy. Nhìn miếng quen đấy. Đấy, rau sắn muối chua, măng chua nhá, nấu cái cá đúng bà luôn. Cái bống à? Cái bống này thì để kho nhá, đấy. Có một con to lắm Trường, tìm đi Trường ơi. Đây, có một con to đùng luôn. Đây. Cầm nhanh xem nào. Đấy, nó đùng luôn chứ. Cá bống này cá bống sông. Con này như cả sông ấy, con này là cá bống đồng. Ba bảo cá bống đồng ấy, chứ biết đồng ấy. Con đấy là cá bống sông. À con to. Ừ. Con bảo con cái bé này, ba bảo cá bống đồng, đúng rồi. Cái này lẫn lộn cả sông. Đúng rồi. Đây còn cái này nó trường ấy, cái này nốt ra. Cái này là tôm tép gì? Đây, cái này là tôm to này, đổ nước đến. Hai này giang riêng trường ơi. Một cái nhỏ riêng, cái to này riêng nha, cứ cuốn riêng cá to này. Đấy. Thêm cho mình ăn thử đậu Phú Thọ khác đậu Đà Nẵng không? Con này bắt được nhiều cá không Minh? Mình bắt được nhiều cá chưa? Hôm nay anh ăn. Ờ đây anh bắt được nhiều không? Ôi Minh cháy nắng trong má đỏ hồng hồng thì Minh quay ngược mặt nào. Đậu nhà đúng không? Không. Cái đậu đem một tí xong để tí rửa qua cho xong cắt khúc ra để chiên thôi. Đậu còn cái tôm kia đổ riêng một tí cho cái tôm to xem nào Trường, cái tôm bà làm sẵn rồi. Cái này bà đấy bà cắt sẵn rồi. Vừa đẹp luôn, được còn có bấy nhiêu chứ. Da nó còn có bấy nhiêu. May là còn kịp vậy, không là muộn thì nó là khéo hết. Ở ngoài cái bằng ấy. Rồi, ngon đấy anh em ạ. Chuẩn bị bây giờ những bọn mình sẽ chế biến những món này nhá. Thất bại ở ngoài đồng thì ta đã ra chợ thành công thôi. Đây, canh rau sắn anh em ạ, bà đang nấu này. Tí cho khúc hay khúc cá mà. Cái này là cá lóc này. Nhà mình cá chuối lóc ấy, đang chuẩn bị kho. Kho ngon thơm rồi nha. Bà Hằng đang ướp cá để nướng anh em ạ. Ui, cá trắng này không biết cái này bà kia bảo cái này chắc là cá nuôi lồng ngoài sông. Nó mới to này chứ còn cá đồng làm sao có cá to như này được. Cái này nuôi lồng ngoài sông. Cho tí hạt dổi vào ạ, mắc khén vào cho thơm. Cái chạch này anh em ạ, mổ sạch đi nhá, xong bắt đầu là chiên xù lên. Ui, uống bia ngon. Mình nhân này ngoài Đà Nẵng chú ăn này không? Không có loại này á? Không có chứ. Em đi có nhạo chưa thấy món này. Chưa ăn này bao giờ luôn à? Ô thế hôm nay ăn đầu tiên thì ngon thế còn gì nữa. Ô tí ăn thử cho em uống bia, cứ một con này chú phải đả được hai cốc bia. Cameraman anh em ạ, kiêm chân đèn quạt các thứ. Cũng hai sếp này. Con ong á, ong đâu? Ong kia. Cây quất này anh em ạ, hôm Tết này mình mua để bây giờ ra quả tiếp. Đấy, hái lên tầm độ chục quả cho ông Trường với ông Minh. Bóp vào cái con chạch đang mổ nha mọi người cho nó hết tanh thơm luôn. Đâu nữa người ta nọ mình thấy nhiều lắm mà. Đây không biết đủ không, đang tầm ương này cũng được rồi này. U sạch lắm rồi ông ạ, rửa nhiều có nhạt hết cá nơi rồi đúng không? Đây bây giờ là rửa thêm quả quất này nữa mình ạ, xong để cắt bóc vào đấy thơm, ướp một tí nữa, ướp quất. Ui Trường bóc để đây luôn, cái này sạch thương rồi. Đấy. Ủa mấy ốp chứ. Ô đúng rồi, để cho Trường. Cái này là sạch thôi mình. Rồi. Rồi cho nó hết nhất đi. Được rồi, để cho Trường. Thôi được rồi. Nãy từ lúc mà ấy muối là hết sạch. Ui hai ông người làm con chạch sạch tưng luôn rồi. Đấy, cắt quất bóc vào Trường ạ.
đưa Minh ạ, thôi vừa thôi, nó nhạt hết cá mất. Đấy, u sục. Làm sạch vừa không sạch quá. Lại thành còn mỗi cái bã cá để chết. Đấy, nhiều vào nhá. Ờ, để mình đi quay đội kia xem nào. Ui, đậu đã vàng anh em ạ. Này tốn bia lắm. Cá giếc đánh vảy rồi này. Cái ấy đâu rồi nè? Cái gì? Cá lóc có tội đâu, bây giờ. À, để xem nào. Lại hết bếp anh em ạ. Mà đang chuyển qua kho ở chỗ này. Ui. Đây, mở lại. Ui. Bên này là rau sắn nấu canh cá. Rau sắn măng anh em nhé. Đặc sản Phú Thọ đấy, anh em sang Phú Thọ nhé. Cứ nếu mà nhà người thân quen ấy, bảo người ta làm cho cái món rau sắn muối chua này ăn. Ông Minh này giám đốc gì chơi bốc than tay đấy. Rồi cái máy nướng anh em, bởi chị nướng cá. Ui dồi, áo trắng còn đi bốc than này á. Đồ ở đấy để anh nhóm. Đây anh em ạ. Cái cá bống này, bà ăn kho tương luôn mấy cái loại tôm to nãy. Đấy. Cái hai cái nồi này mua của Minh đúng không? Hai cái nồi luôn. Đây, bên này sắp được nữa rồi. Ui, ngon lắm rồi. Còn cái gì nữa không? Bây giờ còn mỗi cái đang chuẩn bị cái này đúng không? À, còn đây nữa chứ. Cái này chia này đúng rồi. Ui, cái tôm này tí rang có thế lá chanh nhá. Có tí lá chanh với lại hành nó thơm ngon đúng bài luôn đàn ạ. Đây anh em ạ, đang nướng hai phên này, vừa cho vào xong. Cái phên kia đang xèo xèo cho trước rồi. Đây là một phên cá giếc. Phên cá chấm. Ui xù. Tí là thơm lừng bây giờ. Ừ, cái quạt này hoạt động mắc công suất thì phải. Kêu to thật. Ui như tiếng máy bay luôn. Ta nướng thêm gì đó? Bánh da à? Bánh da của Hồng Thắng đúng không? Hình như nó hết hạn bỏ hết đâu rồi ra nhỉ? Đấy đúng rồi, nướng mấy cái bánh da đấy. Tí ăn mấy tôm á. Đội Minh Vũng Tàu đang bảo là xúc tôm bánh đa với cái tôm mà mình mà rang lá chanh gì đấy cho vào cái bánh đa ăn ngon lắm sao á. Đây anh em ạ. Bây giờ lá chanh tha hồ luôn rồi. Đây nhà hàng ơi, cắt cho nhỏ cho vào tôm rang, à chưa rang à? À đấy, đồ đấy. Tôm rang lá chanh này. Ý, cái này tí mà xúc mấy cái bánh đa này thì thôi rồi luôn. Ôi bà hàng chợ bắn rồi đeo ra tay để rán cá. Đổi qua bếp Hồng Ngoại để kho anh em ạ. Bếp kia để bà hàng bà rang tôm. Đây, ui, tôm này. Cá bống vợ kho vừa con đã hết cá rồi. Cho thêm tí gì cho thơm thơm hành nhức gì không? Này không cần đâu. Ờ, tí ớt cũng được. Đây, cái này mở nhỉ. Cái này là xong rồi đúng không? Ui, ngon. Cá chạch chiên xù anh em ạ. Đây, bà hàng trên là một đĩa này. Ui, giòn trụm luôn. Cá này bắt đầu vàng rồi anh em ạ. Ui, thơm lừng. Chuẩn bị lên mâm thôi. Rồi anh em công hôm nay đi chắn mương. Đây anh em ạ, cá bống với tôm bà đan kho này. Ui cái này ăn cơm thì hết bài luôn. Tắm rửa nhanh nhé. Đây. Hiện tại là đủ hết món chưa đan để quay luôn. À còn đồ nướng Trường cũng đang đem vào kia vào. Mình xem nào. Đây anh em ạ. Có cá chạch này. Cá bống kho tương, bống với tôm kho tương. Cái này là cá lóc, cá chuối anh em ạ. Kho tộ và ăn kho này. Đây, cá nướng đây. Cái này là cá giếc chiên xù. Đậu này. Đây là tôm. Tôm rang lá chanh. Tí ăn bánh đa ngon đúng bài luôn. Đấy, cá nướng ông Trường vừa bưng vào đây sau. Thế còn một cái loại cá giếc nướng đâu? À, nó cứ ngoài kia nữa à. Ui dồi ôi, chuẩn bị lên mâm nha anh em ạ. À, còn cá rau sắn nữa chứ. Phú Thọ là cứ phải có cái rau sắn này. Đấy, đâu nữa. Ui. Ui dồi, nhìn thơm ngon quá nhỉ. Mình ninh thế là vừa. Hơi nát thì cũng được. Rồi, lên mâm anh em ạ. Nào, mời tất cả anh em nhá. Ơi, bữa đi chắn mương. Đắp mương thành công tốt đẹp anh em ạ. À, mời cả nhà nhá. Đi. Rồi, vô ra gì thế, uống cái vui thôi. Bây giờ là phải vào chứ không vô nữa. Mời anh em nhá. Quang đang kiêng thì uống nước ngọt đi, có nhiều ngại. Mời anh em. Ui, mát lắm, mình quay cam trước. Rồi. Làm cái anh em nhá. Ui, mát.
Ui dồi, má quá. Đây, bây giờ sẽ rửa con chạch đây này, chạch trên xù. Làm đi Quang lên. Vâng. Đây này, một đĩa của chú đây, thoải mái nhá. Vâng. Cái chẩm chéo phải lấy cho Quang một đĩa bên kia nữa trường không có. Cái này là cái chẩm chéo nha mọi. Chấm chẩm chéo này hôm mình mua trên Sapa. Ui, ngon thôi rồi luôn, bắt chanh vào là ngon. Ngon lắm. Giòn rụm luôn. Ăn đi Quang. Vợ gọi à? Ngon quá nha mọi. Cầm tay mà uống bia nó nhanh. Cần uống đuối. Chấm thử một cái nước mắm ở trong nó ngon hơn. Ngon. Công nhận là mấy con này bắt ở mương ngon thật anh em ạ. Hôm nay là có mỗi mình này, mấy bà Đan, bà Hằng, mấy ông Trường Minh thôi. Năm anh chị em bắt được nhiều phết. Ô, thử con cá chạch đi cho nào Minh. Cầm nhúc một chấm luôn, ăn thấy nó thế nào? Cái này uống bia hết bài đúng không? Có ngon hơn hải sản ở Đà Nẵng đúng không? Ở đây là cái này là không phải hải sản mà là gọi là gì rồi nhỉ? Không phải đúng rồi đó thì là mình là trên núi trên Trung Du rồi, Phú Thọ Trung Du. Sơn sản trung sản. Mời anh em nhá. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng Kinh Chế Tạo và Kinh Tạo Vlog nhá. Nói to mình cứ đeo mic được, nói to. Mời anh em làm ly nữa, sau đó mình sẽ gác máy để ăn nhá. Ôi giời, làm con hổ này khê nha. À, bố mình anh em ạ, vừa đi ăn cỗ bây giờ mới sang. Đúng chương trình luôn. À, mời anh em nhá, miếng cá chạch chiên xù cuốn rau cải. Cái này là cải chuyên để ăn sống ở ngoài Bắc mình ạ. Đời chờ cái này. Ui cái này chỉ hết ý luôn anh em ạ. Trường thử làm một miếng bánh tráng xúc tôm với Trường. Mình sẽ mời anh em sau. Đây mời anh em nhá. Ngon. Trường mình em thử đi. Chạy xe uống nước ngọt quá. Đi xe uống cho chắc ăn rồi. Đây hai ông này nhá. Đấy mình bánh tráng ở Quảng Bình ấy. Xúc tôm hay phết đấy, Trường đâu cho mình miếng bánh tráng ngon không Trường? Tôm hơi nhạt đúng không? Tôm Hằng Giang hơi nhạt nhưng mà mặn gì thì ngon. À cái đấy là tôm, cái đấy là cá, cái đấy là kho đấy đúng rồi, ăn mới là thử đấy. Cái đấy là cá bống với tôm đấy, thử mới nếu cái đấy ngon đấy mình nhận đúng rồi đấy. Đấy anh thử bên này trước đó Quang ạ. Đây. Ui. Đây mời anh em nhá. Bánh tráng xúc tôm Giang, Hằng Giang hình như vẫn hơi nhạt mà chưa kỹ hằng ạ. Nó phải đúng rồi, nó phải chất vàng khe mới ngon đúng không? Ngon lắm anh em ạ. Đang này cái này cho chồng bưng cho chồng thử miếng kia. Đổi qua thử miếng này đi. Cá bống. Bánh tráng xúc cá bống đây nhưng mà đấy cái này chẳng có đạm không, cái này vợ nấu đúng không? Cái chị Hằng nấu hơi nhạt rồi. Ui to quá, mời anh em nhá. Cái này đậm hơn ngon luôn, cái này ngon lắm Trường này. Trường mới này đi Trường. Ủa cái đấy ăn cơm thì đúng bài luôn. Đấy bố ăn cái này ngon lắm không nhận luôn, Đan Giang đúng bài luôn đó. Bố ăn đi, bố thử nào. Ngon lắm. Ông chưa nhả nha, ngon. Không nhưng mà đậm đúng nhỉ? Ăn kiểu ngon đúng không? Đậm ngon. Đến là Trường, Trường bắt đầu nghe thèm rồi đấy. Đấy. Ông chưa nhả cũng đã ngon. Ông là phải ngon không Trường? Phải ngấm ngấm nó chứ đúng không? Ngon đấy. Ông là cho đi làm review được. Đấy cái bọn thuê review rồi chưa cắn đã ngon. Toàn bọn điêu ấy, đấy thế chứ ăn lại ngon thì cho miếng nữa đâu. Chưa cảm nhận kiểu đang nhận tiền nhiều kiểu gì cũng phải khen ngon nên chưa cắn lại ngon rồi. Đang cỡ hộ xúc của chồng ra rồi, bọn đấy đua xúc của chồng đây đấy nhá, hào chồng gà luôn ngon công nhận. Cái bống cá bống là ngon thật anh em ạ. Tuy nhiên ra chợ mua đúng cái này, nhưng hôm nay mà đắp mương thì kiếm được gì ăn đâu. Đắp mương thì hên chắc được mấy con châu phi thôi, mấy châu phi thôi đấy.
Mở nhà miếng nữa nha. Ui, cứ đả vài miếng này chỉ uống bia hết bài nha mọi người. Ngon thế. Giòn rụm mà cũng mùi ra được. Uống bài luôn nào. Đây bây giờ để thử cái cá kho tộ của bà Đan nhá. Mời anh em nhá, miếng cá lóc kho tộ của bà Đan. ngon. Bùi lắm. Vợ kho ngon đậm lắm luôn. Học cách kho của bố Hồng Thắng nhá, nhưng mà thiếu tiêu đúng không? Mình không có tiêu. Chắc không có tiêu mà đúng không? Trường với mình mới quang thử miếng đi, quang ăn miếng khen chị Đan ngon có thế nào. Hôm nọ thuyền kho chú có ăn không nhỉ? À hôm đấy chú không đến. Hôm đấy bắt cá không có, không có quang. Đúng rồi, có mỗi mình Trường ấy, cái đó. Mà ngon nhỉ? Đậm quang nhỉ? Nhận chứ? Đan kho gần như kiểu người miền Tây, ngon hơn miền Tây luôn rồi. Ăn bình thường để cảm nhận đã, ăn cho nó nhạt mất, ăn thử miếng đi xem nào. Kho ngon hơn cá đội miền Tây luôn. Chứ đấy. Kho bừa mà ngon đấy để. Mà thịt bùi đúng không? Cá là một phần nhưng mà Đan kho ngon phết. Hết cái món để thưởng thức rồi, đây còn món nướng của Trường thôi. Đây, miếng nha. Mời anh em nha. Miếng cá ông Trường nướng này. Bắt ngoài chợ về. Bùi lắm anh em ạ. Ướp vừa phê đấy. Ừ. Đấy, cả nhà làm ly nữa nhá. Mời cả anh em nhá. Bọn mình sẽ nốt ly này để dừng máy đây, tập trung để ăn để tiếp ông Minh với ông Quang ấy, bố mình ấy. Ông Quang uống rượu thuốc à? Uống rượu thuốc đúng không? Rượu thuốc. Chơi chưa? Nào, thì cho nhá. Đây, ngoài trường. Anh em nhá. Ui. Ui rồi. Đan không làm cho bắt hết luôn à? Hơn nửa cái cũng được. Thôi em lại anh em video sau nhá. Hôm nay ta cảm ơn được nhiều quá, được mấy mâm luôn. Ở tay mình cảm ơn mình đã bắt cá của anh nhá.